Thưa quý vị, tiếp tục series những bộ phim ngắn và phóng sự trong dự án chương trình làm phim qua ống kính trẻ thơ Kids with It News 2024, một chương trình trách nhiệm xã hội hoàn toàn miễn phí của Panasonic Việt Nam dành cho các bạn học sinh từ 10 đến 18 tuổi. Các bạn học sinh sẽ được học và tự sản xuất bộ phim đầu tay với các thiết bị quay phim chuyên nghiệp do Panasonic cung cấp. Hôm nay, chương trình Nhịp Sống Trẻ sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ phim ngắn với tên gọi Cuốn Nhật Ký Của Con, do nhóm học sinh trường trung học cơ sở Cổ Loa, huyện Đông Anh thực hiện. Đó là câu chuyện về những khó khăn trong giao tiếp giữa bạn nhỏ tên Ngọc và bố của mình. Người bố nhờ đâu mà có thể hiểu và chia sẻ những suy nghĩ của cô con gái nhỏ và đã thay đổi như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi bộ phim và tìm cho mình câu trả lời. Thôi mày đi về nhé. Đi học bố ạ. Đi đâu giờ này mình về đây? Nhà chú ạ. Con đi học về ạ. Thôi đi đâu mà giờ này mình về? Mình thường đi học về sớm không ạ? Con vào nhà nói chuyện bố đây. Con đi học hay con đi chơi đây? Con đi học ạ. Bình thường con có đi về học muốn này đâu? Hôm nay con ra nhà bài tập nên là con lại làm. Lần sau con đi một mình đi. Bạn bè đều về thế này là đàn đúng đi chơi này. Còn cái này nó bố hỏi quyển sổ này. Cái này bố mua cho con để làm bài tập. Thế tại sao lại tập trung vào những cái nhớ nhăng này, vẽ vời như thế này? Không vẽ vời gì hết, tập trung vào việc học. Con không biết sót tiền bố mẹ mua với những cái quyển vở như này à? Hôm nay bố không hài lòng với con đâu. Đi lên nhà tắm rửa rồi học đi. Nhá. Alo, em sáng ngày mai sang nhà tao học nhá. Tối hôm nay tao vừa bị bố mắng tại đi học về muộn á. Bye bye. Mấy bài khó đấy. Người có biết là bài này không chỉ tớ? Thì sẽ có là đó. Các con đang làm gì đấy? Đang học nhóm. Học hành như thế nào? Bố mới về đã thấy các con cầm điện thoại ở thế này. Con về trước nhé. Cái này bố sẽ tịch thu điện thoại nhá. Nói rồi đấy, học hành không đàng hoàng là không nghiêm túc đi. Bố chỉ nhắc ở này là thôi. Học hành không nghiêm túc là bố không cho dùng điện thoại nữa đâu. Bố. Mày lên học rồi mày lên làm gì đấy? Tại sao tao có những con lì lợm như mày nhỉ? Nếu mày cảm thấy ấy, sống ở cái nhà này ngột ngạt ấy, thì mày đi đâu thì đi, nhớ chưa? Đi đâu rồi?
ngày 2 tháng 7 năm 2024. Sáng nay, mình chỉ đang xem lại bài giảng trên điện thoại, nhưng bố lại hiểu lầm mình và tịch thu điện thoại. Tại sao bố không nghe mình giải thích? Bố ơi, từ rất lâu rồi, con không được nghe bố nói, con gái đi học về, có mệt không? Con thích ăn gì để bố mua? Con có muốn tham gia cuộc thi này không? Con biết bố rất yêu thương con, nhưng bố ơi, chính tình yêu thương sai cách ấy, bố không còn lắng nghe con như trước, không còn tôn trọng ý kiến của con đã rất mệt mỏi rồi, bố ơi, con muốn theo đuổi đam mê họa sĩ của con. Còn lớp nào học được không? Không còn lớp nào à? Ngọc ơi! Ngọc! Vâng, cha mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái của mình, nhưng đôi khi sự quan tâm ấy cũng chưa đúng cách. Những người làm cha, làm mẹ, hãy coi mình là người bạn của con, đồng hành và chia sẻ cùng con, ủng hộ những ước mơ của những bạn nhỏ. Có như vậy thì chính các bạn nhỏ cũng sẽ cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ về ước mơ và đam mê của chính mình. Chúng ta có thể thấy trên màn ảnh những hình ảnh của các bạn học sinh tham gia khóa học làm phim thường niên hoàn toàn miễn phí qua ống kính trẻ thơ. Với những chiếc máy quay chuyên nghiệp do Panasonic cung cấp, không chỉ được học những kỹ năng để có thể tự làm nên bộ phim đầu tay đầy ấn tượng, các bạn nhỏ còn được tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm đầy thú vị. Thông tin này cũng đã khép lại chương trình Nhịp Sống Trẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình do Phòng Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Thanh Thiếu Nhi Trung ương Đoàn phối hợp với kênh truyền hình VTC6, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của chúng tôi trên trang thông tin điện tử truyềnhìnhthanhniên.com.vn hoặc trên fanpage của chương trình Nhịp Sống Trẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!